Chào tất cả em quay trở lại với channel của Phong DIY Hôm nay thì em sẽ lên cho em một cái video về Atomat thảo tủ Hiện tại thì Phong DIY shop vừa mới về được một cái lô Atomat Hàn Quốc Hàng Metason như các cái mẫu mà bữa trước em đã từng bán rồi nè Nhưng hôm nay nó về một cái lô rất là đẹp nha Tình trạng Atomat thì rất là đều nhau Đa số là mới từ trên 90% tới 95 hết Đây quay sơ cho anh em xem các cái vấn đề về hiện trạng này Có con thì còn rất là đẹp như mới luôn á cái dưới này thì nó có thêm một ít automat nhỏ nói chung cái lô này nó, nó về chắc được khoảng tầm mười mấy hai chục con thôi không có nhiều mỗi mã thì nó về được khoảng một hai con tất cả giá và mã sản phẩm thì em đều công khai ở trên đây em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em để trên góc trái màn hình đây hoặc là chat zalo để tốt nhất thì em có thể liên hệ trực tiếp nhé vì hàng số lượng có hạn thôi tất cả hàng này thì em thanh lý cho em giá cực kỳ tốt luôn chứ cái này mà anh em mua mới thì thì giá của nó rất là cao nha như những cái dòng này giá mới của nó có thể lên tới 2 triệu một con những dòng này thì từ 3 đến 4 triệu Và ở đây thì em công khai giá cho anh hết giá chỉ chỉ từ vài trăm ngàn thôi thì nó có những cái model như là ở đây nó nhỏ nhất nó sẽ là 15A anh em nhé 20A thì cái này nó cũng chỉ có ít thôi một hai con thôi nó lâu lạc vào thôi còn đa số là chủ yếu là từ 40A này à, 40A 50A rồi 60A này, 40A đây, 50A đây, 60A đây 75A, 100A thì bên này nó có xác này là xác còn nhỏ em nhá hàng công nghiệp xác à, tầm trung này xác tầm trung thì sẽ có mẫu 75A và 100A còn xác đại thì nó sẽ có mẫu 175 125 và 225 và 250A đây là cái mẫu lớn này xài cho công nghiệp thì giới thiệu sơ cho anh em là tất cả các cái mẫu Atomat này thì đều là chống chập, chống giật và chống quá tải. Nó sẽ có 3 chức năng luôn. Ở đây nó sẽ có cái nút để test này. Ví dụ như anh em gạt lên nhé, gạt thì rất là nhẹ. Test cho anh em xem, gạt thì rất là nhẹ luôn. Thì để test cái chức năng chống chập của nó À, chống chật của nó thì anh em cần phải cắm điện vào nhá cắm điện vào thì mới test được còn chỉ có test ở đây là mình test được cái chức năng chống chập thôi chức năng chống chập thì anh em nhấn ở đây này thì nó sẽ nhảy xuống cái nút này nó âm quá còn ở đây dòng rò của nó thì nó sẽ điều chỉnh được ở ba cái mức độ là 100 200 và 500 và tất cả các dòng này em xin nhắc lại nó đều có chức năng vừa chống giật vừa chống chập vừa chống quá tải thì với chống giật tức là trong trường hợp anh em mà bị rò điện á thì thay vì mà mình bị giật thì nó sẽ tự động ngắt cầu dao. Đấy, nó sẽ đóng cầu dao để nó bảo vệ người sử dụng, bảo vệ an toàn điện nha. An toàn về điện. Thì các cái mẫu này nó sẽ có cái bản là xài được cho cả hai loại điện luôn là điện phổ thông một pha 220 và 3 pha 380. Anh em có thể xem cái thông số điện ở đây. Hãng của nó sẽ đến từ thương hiệu LS. Dòng này sẽ là dòng LCB. Điện của nó sẽ anh em thấy có hai giải điện AC 220 này và AC 460. Cho nên nó có logo Korean Stando tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc và đây anh em sẽ thấy chữ Much in Korea. Tất cả hàng này thì là hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó xài rất ít gọi là giống như xài lướt anh em đó sản phẩm này thì anh em mua thì bên em sẽ bảo hành cho em dài hạn nhé Mấy con này em sẽ có hỗ trợ bảo hành cho em lên tới 3 tháng và lỗ một đổi một hết nhé em cứ yên tâm sử dụng thôi vì hàng này là hàng công nghiệp mà nó rất là an toàn và độ an toàn độ nhạy cao anh em cứ yên tâm thôi em sẽ bảo hành cho em 3 tháng cứ lỗ một là đổi một em không phải lo nhé còn tất cả hàng này thì quá là đẹp rồi hàng công nghiệp mà. Về cơ bản thì các thông số cũng như là thông số kỹ thuật cũng như là các thông tin về sản phẩm thì em cũng thông báo với anh em rồi. Các cái mẫu này thì anh em cứ thử check giá sàn hoặc là giá công ty anh em lên em check công ty chứ đừng có check sàn nha. Check sàn là nó nó có hàng giả với lại hàng hàng nhái á, nên giá của nó sẽ không đúng đâu. Còn em check là em phải check hàng công ty á, model hàng công ty thì nó mới chuẩn được thì những con này hàng công ty thì hiện tại người ta đang phân phối ra ngoài thị trường khoảng rơi vào tầm khoảng trên 2 triệu những cái mẫu này em xin nhắc lại với anh em là giá của nó sẽ dao động từ 3 đến 4 triệu một con nha những cái xác lớn này này Nên ở đây em thanh lý cho em thì cái giá của nó sẽ rất là rẻ cái này thì thích hợp cho anh em mẫu này em có thể lắp gia đình thì tùy vào cái công suất tải của mỗi nhà mà mình lựa chọn ví dụ như ở đây là 100A 100A hoặc 75A hoặc là 50A hoặc 65A là các cái mẫu phổ thông nhất để sử dụng gia đình hoặc là anh em làm à, cầu giao tổng tại vì cái này nó vừa sử dụng được một pha vừa sử dụng ba pha luôn nên nó rất là phổ thông và có thêm chức năng là vừa chống chập vừa chống chặt vừa chống quá tải nên nó rất là an toàn còn những cái mẫu này thì anh em có thể dùng cho gia đình cũng được nhưng mà những cái mẫu sắt này thì đa số nó dùng cho nhà xưởng nha và nhà máy phân xưởng các loại bởi vì sắc lớn này là cái dòng tải của nó cao độ bốn bỉ tốt hơn đó còn giá thì em sẽ công khai cho anh em từng mã như sau nhé cho nó nhanh hiện tại thì cái mẫu 15A sẽ có giá là 300k mẫu 20A sẽ có giá là 350k mẫu 40A sẽ có giá là 420k mẫu 60A sẽ có giá là 500k mẫu 50A sẽ có giá là 450k mẫu 75A sẽ có giá là 550k mẫu 100A sẽ có giá là 580k giá của nó thì rất là sát nhau luôn mẫu 75A sắc chung thì sẽ có giá là 650k mẫu 100A sắc chung sẽ có giá là 720k mẫu đại sẽ có 125A sẽ là 800k mẫu đại 175 sẽ có giá là 900k Mẫu đại 250 sẽ có giá là 1 triệu 100k Mẫu đại 225A sẽ có giá là 1 triệu Và tất cả giá ở trên đây Anh em nào mua hàng chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship Còn lại tất cả những anh em nào mua hàng ship code thì trả phí bình thường nha Ưu tiên cho những anh em nào chuyển khoản thì bên em sẽ có free ship cho anh em Còn nếu như anh em nào mà ship code thì bên em vẫn có hình thức ship code toàn quốc Nhận hàng kiểm tra và thanh toán Vẫn hỗ trợ bảo hành cho anh bình thường Tuy nhiên thì bên em sẽ không hỗ trợ free ship nha Thì đây là những cái ưu đãi cho những khách hàng nào mà uh, thanh toán trước. Ok. Thì tất cả thông tin về sản phẩm có gì thắc mắc em có thể để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp để được giải đáp thông tin về kỹ thuật. Hàng tất cả trên đây bên sẽ hỗ trợ bảo hành trong vòng 3 tháng lỗi một đổi một. Xin nhắc lại nha. Anh em là có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp hai số điện thoại để trên góc trả màn hình ở trên đây. Xin chào anh em nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh em.